Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe Đẹp Giá Rẻ Bình Dương nha. Thì vẫn như mọi hôm, hôm nay em sẽ review lên sóng báo giá cho nhà mình hai mẫu xe phân khúc tầm tiền lanh quanh 2 xị nha cho quý bà con mình nha. Quý bà con đang có tầm tiền tầm hơn 200, nhô 200 mà muốn kiếm một con xe chuẩn gia đình, cũng như một con xe 8 chỗ thương hiệu Innova, bản đủ, bản G, và đi thứ nhất là phục vụ cho gia đình của mình đi tránh mưa tránh nắng, tránh mưa tránh nắng là chủ yếu, hoặc là đá rảnh đá đưa thêm dịch vụ, thì hãy xem hết video để lựa chọn một trong hai mẫu xe này. Innova G đời 2010 và 2011 thì mẫu 61K10283 là mẫu Innova phiên bản G đời 2010, rồi phiên bản 79A24881 cũng là phiên bản G đời 2011, đấy 2010, 2011. Về kết cấu thì hai chiếc này nó giống nhau, từ máy móc khung gầm hết giống nhau 100%, nó chỉ khác cái đời thôi nha. Rồi thì em xin đi vào chi tiết sơ mẫu này. Innova G đời 2010 biển 61 gốc Sài Gòn, đấy màu bạc nha. Xe bán ra là cam kết cho quý anh chị là xe không lỗi, mà đặc biệt em bán giá rất là mềm luôn. Em bán cái giá rất là mềm, hơn 2 xị một chút thôi. Đấy, máy xe phiên bản G nha. Đấy, phiên bản G là phiên bản đủ vành mâm R15. Đấy, trang bị tua khí, phanh điện tử ABS đầy đủ hết, màu ghi bạc. Quý anh chị coi nè, bốn cái lớp mới thay. Đấy, mới chát luôn. Rất là đẹp, xi nhan gương. Đấy, xi nhan gương. Xi nhan gương nội thất. Đây, theo logo Innova. Đó. Màn hình Android, kem lùi, kem hành trình, túi khí an toàn, đấy đầy đủ hết. Đấy, đấy security là cái báo chống trộm, chỉnh đèn đồng hồ, nói chung là đầy đủ hết, sấy sự kiến, gạt người sâu, cảm biến lùi. Đấy, lớp sau phía bên phụ nè, bên tài nè, dày không quý bà con. Đấy, full lồ chơi. Quý bà con quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, nỉ ghế nỉ nè, đó, trần nỉ nè, trần nỉ ba vàng lạnh zin theo xe. Đó, bay vàng lại trên thêm xe 8 chỗ ngồi nha quý bà con nha. Đấy, tầm tiền hơn 2 xị thôi. Cụ thể là mẫu 2010 này là bán 229 triệu. Tới xem xe là có bớt, có thương lượng, có lọc lá cho quý bà con. Đấy, gầm bệ đây. Gầm đúc nè. Gầm bệ đây nha bà con nha. Đó, em quay cận cảnh cho quý bà con luôn. Xe rất là đẹp nha quý bà con nha. Xe rất là đẹp luôn. Đó, liên can xà beng nha quý bà con. Rồi đây nữa, 20. Nói chung là xe rất là đẹp. Lốp mở tinh phía sau bên phụ nè. Đó quý bà con thấy không? Xe nhìn một cái là yêu nè, lốp trước nè. Mở tinh keo nhồng nè. Đó, máy móc là miễn bàn. Đấy quý bà con tới là chỉ thích thôi, phanh điện tử ABS nè. Đấy, tầm tiền 2 xị mà bán bằng người ta, giá quá mềm nè quý bà con ơi. Đấy, máy móc nè, bảo hành cho quý bà con 12 tháng sử dụng. Đấy, không đâm ve, không ngặt nước, không thủy kích, cam kết bằng văn bản cho quý bà con. Đấy quý bà con nha, giá này thì quá là mềm rồi, chỉ có 229 đồng thôi. Đừng có đòi hỏi cao quá nhiều, vượt quá cái chỉ tiêu quy định cả nhà. Đẹp trong cái tầm tiền đó thôi, đừng có hỏi là cọp beo gì hết, đúng không? Cọp beo thì chuẩn bị cho em 207, 208 thế thôi. Đấy, còn bán là có sale nói vậy đó, 229 triệu, đẹp trong phân khúc 229 triệu, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích. Rồi đấy, máy móc zin, bảo hành 12 tháng, bao chạy bao lên đời, bao đổi trả. Còn đây là mẫu 2011. Đấy, 2011 thì bên em chào bán cái giá là 245 triệu, 245 triệu, cũng như vậy thôi, màu sơn bạc, máy móc cơ cấu là giống nhau. Đấy, cũng phanh ABS, lốp mới cải vàng. Đấy, nội thất là cũng màu đỏ đen cho quý bà con mình. Đấy, lốt sàn, lốt bọng đầy đủ hết, mua về là dùng. Vô lăng bọc vân gỗ nè. Đấy, màn hình OLED nè. Đấy, 2011 nó hơn một đời thì nó hơn tiền, thua một đời thì nó thua tiền. Thế thôi. Quý bà con coi nè ha, lớp dày rất là đẹp, Michelin. Rồi đây, nội thất, lót sàn, lót bọng sạch sẽ, trơn tru. Đấy, bà con mua về là sử dụng, không phải tốn kém tiền bạc, làm gì thêm nữa. Đấy,
thấy chưa, rất là đẹp luôn quý bà con ơi. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn nha. 2011 phiên bản G đó, phiên bản G đấy, cũng đầy đủ mọi chức năng đó. Đây gầm sàn full hết đó, quý bà con thấy đẹp không, tuyệt vời nha. Nói chung là len keng xèo em. Đây, nội thất vô lăng mọi thứ còn đẹp, văn gỗ đồ len keng xèo em. 2011 nha quý bà con nha. Rồi, lớp rất là dày keo nhông cho quý bà con. Phanh điện tử ABS nè, máy móc nè. Em quay cận cảnh cho quý bà con luôn nè, thấy chưa, đẹp tuyệt vời nha. Đấy, máy nhớt rồi bên em thay mới hết rồi quý bà con. Đấy, mua về là sử dụng không phải tốn kém tiền bạc nhớt nheo làm gì thêm nữa đâu. Rồi 2011 245 tiền ba rút cái hồ sơ. Rồi 2010 229 bớt 4 còn 225 tiền. Rồi tất cả xe là ba rút hồ sơ gốc cho quý anh chị. Có lọc lá khi đến xem xe trực tiếp tại Dĩ An Bình Dương, alo cho em số điện thoại 0972 147 247 nha quý bà con nha. Đấy, xe thì bên em về hàng ngày, đời cao đời thấp gì cũng có hết, 16 17 18 19 18 19 20, số tự động, số sàn Attiga. Rồi, số tự động đây nữa, Isuzu Mood 19, số sàn máy dầu 2019. Accent, số sàn đời 2018. Vios số tự động đời 2017. Đó, đời 2017 giá rẻ chỉ có 320 tiền. Rồi, quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0972 147 247 nha.